Em xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay chung kiến em xin giới thiệu với các bác trên toàn lãnh thổ Việt Nam đam mê và yêu radio cassette, một chiếc radio cassette Latina, hiệu Latina model là F10. Nguyên xốp sách, đầy đủ dây nguồn theo máy. Giá khởi điểm ạ. Giá của nhà sản xuất ạ, vẫn còn nguyên trong máy ạ. Vâng. Dây nguồn theo máy. Vâng. Cái này thì quá đẹp rồi, lại được màu đỏ nữa. Em mời các bác làm tí radio. Năm có giới thiệu về ba cây đàn. Hai cây được ghi là Nguyễn Cầm, còn một cây được ghi là Nguyệt Cầm. Nguyễn Cầm thì cần đàn dài như đàn xến, còn Nguyệt Cầm thì cần đàn ngắn như đàn đoản. Cả ba cây đàn này khác biệt với cây đàn của Việt Nam. Khác biệt cơ bản nhất và mang tính quyết định tới ngôn ngữ âm nhạc của nhạc cụ, đó là cách gắn phím đàn. Các cây Nguyễn Cầm và Nguyệt Cầm của Trung Quốc đều gắn phím 7 bậc âm của thang âm 7 cung, còn đàn Nguyệt của Việt Nam gắn phím 5 bậc âm của thang âm 5 cung. Gắn thang âm 5 cung mới tạo nên. Trò chơi thuở bé anh kéo mò câu, chờ em quanh ngõ cô bé mi miều. Thế này là tem cửa zin đấy bác nhá, run tem cửa này là tem cửa zin theo máy đó. Tay hôn chắc bánh mò, chiếc tàu mò nhỏ bé anh giá người phụ xe, hỏi đi đâu bé à, em trả lời nhà em ở cuối thôn. Mò câu anh lại kéo làm vui cô gái nghèo. Trò chơi ngày ấy theo năm tháng buông xuôi, giờ em quên mất rồi. Mưa đổ liên hồi kỷ niệm xưa mồ côi, anh lưu luyến đây còn ra chơi. Giờ đây em lấy chồng mây áo hồng, bỏ cuộc chơi ngóng trông mò câu anh một bóng. Chiếc này là một chiếc rất đáng sưu tầm nha các bạn nhá. Bác nào yêu thì alo cho em theo số điện thoại trực tiếp. Em ơi, 0662 906 606 chuyện xưa chuyện cũ theo gió chiều mi. Em cũng báo giá công khai với các bác luôn là chiếc này em giao lưu với các bác là 5,6 triệu ạ. 5,6 triệu nguyên xốp đầy đủ hết, thùng xốp đầy đủ và giá khởi điểm của nhà sản xuất, dây nguồn theo máy, tem cửa zin. Vâng, bác nào yêu thì liên hệ với chúng em và em xin chào và hẹn gặp lại.